sau vụ việc khai thác và tiêu thụ khoáng sản trái phép tại thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương bị phanh phui. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc. Tuy nhiên, doanh nghiệp thì trốn tránh, còn chính quyền thì xử lý chưa có tính răn đe và tạo tiền lệ xấu. Trước đó, sau phản ánh của truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn về việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa đã lập biên bản ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1999 vì hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản không có giấy phép. Tuy nhiên, trong buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa chưa làm rõ được cụ thể diện tích, khối lượng khoáng sản đã bị thất thoát. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Chính quyền địa phương thừa nhận đây là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và lý giải rằng việc khai thác trái phép này là do một doanh nghiệp được cấp mỏ khai thác nhưng không có lối vào mỏ nên đã tự ý thỏa thuận với người dân để múc đất rừng, làm đường vào mỏ. Thế thì bọn mình đã làm các thủ tục, làm cái biên bản, rồi làm cái vi phạm hành chính. Biên bản ngăn chặn, biên bản chính và bọn mình làm ra quyết định xử phạt hành chính. Số lượng thì nói thật sự anh cũng không ước tính được đâu. Anh chưa ước tính. Chủ yếu cái mục đích chính mình ấy, là để vào thì mình ngăn chặn để cho không cho và cấm không cho người ta làm thôi. Tuy nhiên thực tế kiểm tra lại không thể xác định được các đối tượng đang khai thác này là người của doanh nghiệp nào, mà chỉ biết một thanh niên tự xưng tên là Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1999, tự nhận là người đứng ra chịu trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân thị trấn chỉ xử phạt ông Thương 4 triệu đồng. Đáng lưu ý, ông Thương tại thời điểm lập biên bản đến khi nộp phạt xong vẫn không xuất trình được giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân của mình. Lúc mới vào thì anh em cũng làm việc đấy, thì có một đồng chí tên là Thương, thì đồng chí ra nhận là người mà xin đất của nhà ông Thiêm Anh ấy. Thì lúc ấy là không có người của Hoàng Thịnh ở đấy, tại vì là cho nhìn không quen. Mới đi vào ấy thì là kiểm tra lúc ấy là có ba cái xe. Một cái xe ba chân, một cái xe đầu kéo và một cái xe 6 tấn. Thì anh em cháu vào có lập biên bản ấy thì yêu cầu đình chỉ và dừng. Thì làm việc thì đồng chí đấy là người ở dưới Đạo Tú ấy. Thế theo định mức đấy là mình phạt 4 triệu đấy. Thì đến ngày hôm nay, chiều nay thì đồng chí vừa mới mang hóa đơn nộp phạt nên để nộp cho mình đấy. Rõ ràng là khi mà đi vào đấy thì em bảo là cũng không thể là mới được, thì đồng chí có nói là chiều thứ 6 thì mới đồng chí mới bắt đầu vào đấy. Còn trước đấy thì người ta bảo thế nào thì em không biết được. Đấy. Khi làm việc đây đề nghị đồng chí xuất trình chứng minh, đồng chí còn bảo thôi chứng minh của em mất rồi thì bây giờ chỉ có là xác định là cho số điện thoại ở đấy và đấy. Bản chất cái việc người nào đứng sau hay là đứng thế này em không biết, như em chỉ biết này này là em vào làm việc đấy có lái xe, tức là lái xe ô tô ấy và lái máy múc, thì có nói là có một ông tên là Thương ở Đạo Tú thuê ông nên là múc đất và chở đất đi. Đã. Thì không có mặt ở đấy, anh em yêu cầu là gọi ông Thương ở đây, tại vì làm việc hai đồng chí đấy bảo em chỉ chở thuê, em không biết bản đâu. Thì yêu cầu là phải gọi ông Thương ra thì người ta có gọi, thì chỗ cái đồng chí Thương này ra đấy thì em hỏi là khai người, khai là năm sinh, khai là sinh năm 1999. Còn đâu số điện thoại thì em cũng ghi ở đấy rồi. Đấy, đây là mình đi làm mình có là mình ghi thế thôi. Theo tìm hiểu của phóng viên, thì cấp huyện, cấp xã, thị trấn phải có trách nhiệm giám sát, quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay, ngoài việc xử phạt 4 triệu đồng kể trên, thì cơ quan chức năng vẫn án binh bất động trong việc xác định số lượng, truy thu, tịch thu số khoáng sản khổng lồ bị thất thoát. Cụ thể, theo ghi nhận là đã trở vào nhà máy Pride, Phổ Yên để làm nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát cao cấp. Trước thực tế trên, ngày 15 tháng 1, nhóm phóng viên đã liên hệ với nhà máy gạch Pride Phổ Yên. Đơn vị này không nhận trách nhiệm và cho biết tổng công ty Pride Group chịu trách nhiệm phân phối nguyên liệu sản xuất. Tiếp tục liên hệ, nhóm phóng viên được Pride Group giới thiệu gặp ông Nguyễn Đình Dũng, phó giám đốc công ty cổ phần Pride Đại An, cũng là một công ty con của tổng công ty Pride Group, là người được giao trách nhiệm trả lời. Tuy nhiên, ông Dũng chỉ tiếp nhận thông tin và hứa sẽ trả lời qua Gmail, nhưng liên tục báo bận đi công tác. Nhiều tuần liên hệ đến nay vẫn không có phản hồi. Những động thái này của Pride Group đang khiến dư luận hết sức hoài nghi về những khuất tất phía sau việc mua bán, tiêu thụ khoáng sản có nguồn gốc bất hợp pháp. Bởi nếu không có sai phạm thì không có gì phải né tránh cả. Theo ghi nhận, với số lượng khủng, lợi nhuận từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép này sẽ là một dãy những con số không rất dài.
các đối tượng tổ chức khai thác trái phép một cách có quy mô, hoạt động ngang nhiên giữa ban ngày. Nhưng điều lạ là không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng. Mặt khác, dư luận cũng phẫn nộ với chế tài xử lý vi phạm khi chỉ xử phạt hành chính hết sức qua loa với số tiền là 4 triệu đồng mà không hề tổ chức xác định số lượng, tịch thu khoáng sản đã bị thất thoát. Bởi lẽ vi phạm tại đây hiển nhiên đã vượt quá khối lượng từ 50 mét khối trở lên theo Điều 44 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP. Lẽ ra phải vừa bị xử phạt tiền, vừa bị tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản hoặc toàn bộ giá trị bằng tiền của khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ, tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính. Nhưng trong sự việc này, chỉ xử phạt 4 triệu đồng như vậy là hoàn toàn không có tính răn đe, nên các đối tượng nếu bị phát hiện vẫn sẽ vui vẻ nộp phạt, để sau đó tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm của mình, tạo tiền lệ rất xấu và mất niềm tin trong nhân dân địa phương. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.